Việc ăn đồ ăn tái, đồ ăn sống hoặc là chưa chín kỹ có thể khiến chúng ta bị sán tấn công. Mới đây các bác sĩ tại bệnh viện bãi cháy Quảng Ninh đã tiếp nhận một trường hợp mỗi tháng ăn bún bò tái khoảng 4 lần và gần đây bệnh nhân hay đau bụng, đi khám thì phát hiện nhiễm sán dây bò. Theo đó nữ bệnh nhân 28 tuổi cho biết gần đây chị đại tiện ra sán, đôi khi sán tự ra theo đường hậu môn. Theo chia sẻ bệnh nhân có thói quen ăn bún bò tái kèm rau sống khoảng 3 đến 4 lần một tháng dựa trên khai thác thông tin từ người bệnh, thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm sán dây bò, chỉ định điều trị thuốc đặc trị sán theo phác đồ. Sau 24 giờ theo dõi, bệnh nhân tiếp tục đại tiện ra một nốt sán dây khoảng 3 đến 4 cm. Theo bác sĩ điều trị, nếu ăn thịt có nang ấu trùng sán dây bò chưa được nấu chín hoặc là sống, nang ấu trùng sẽ vào ruột người, tiếp đó thì ấu trùng thoát ra khỏi nang, đầu lộn ra ngoài, sán bám vào niêm mạc ruột. Ở đây thì sán hút các chất bổ dưỡng và phát triển Sán dây bò có thể sống từ 20 tới 30 năm. Ký sinh cùng bệnh nhân, kích thước có thể dài từ 4 tới 12 m Theo nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm sán dây bò là 70 tới 80% tổng số ca sán dây, còn lại là sán dây lợn. Nguyên nhân bệnh nhân nhiễm sán dây bò hoặc là sán dây lợn là do ăn thịt bò, thịt lợn tái sống, có ấu trùng sán còn sống, nở thành sán trưởng thành và ký sinh trong ruột non. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần vệ sinh cá nhân, ăn uống sạch sẽ, ăn chín uống sôi, không nên ăn các thực phẩm như là rau củ, thịt bò, thịt lợn tái hoặc là sống. Chú ý các triệu chứng khi nhiễm sán, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng, gầy rút cân để được điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế chuyên khoa, tránh mầm bệnh lây lan cho cộng đồng.